Tập 5. Ăn cơm thôi. Sở trưởng, ăn cơm thôi. Mì nước. Lâu lắm rồi không được nếm thử tay nghề của La Tử. Nếu như anh thích ăn, ngày nào tôi cũng nấu cho anh ăn. Dì Trần đi rồi, căn nhà này trống trải quá. La Tử, cậu dọn qua đây ở luôn đi. Thật sao? Tốt quá. Tôi chưa từng được ở căn nhà nào tốt thế này. Nhưng cậu phải nghĩ kỹ, nếu dọn qua đây ở, sẽ không quay về trung thống bên kia được nữa. Nghĩ kỹ rồi, đi theo anh. Anh tới đâu, tôi theo tới đó. Mấy năm nay, cậu làm những gì, còn có thể làm gì chứ? Lái xe cho người ta, xách đồ, hầu hạ người ta thôi. Không đi theo anh, tôi nhìn ai cũng thấy không vừa mắt. Lái xe cho người ta, nhìn ai cũng muốn đâm. Còn đánh nhau hai lần rồi. Sau đó chủ nhiệm Lưu cắt chức tôi luôn. Thế này đi, ngày mai làm bữa tiệc, gọi thêm những người già trung thống kia nữa, cùng tụ họp. Tiệc sao? Vậy thì ngại lắm. Có gì mà ngại chứ, cậu là anh em tốt của tôi mà. Nào, cạn ly, cạn ly. Thật tốt. Sao tôi thấy chúng ta lại quay lại những ngày tháng trước đây nhỉ? Thời gian tươi đẹp của Sở Hoài Giải Đảng, nhưng không quay lại được nữa rồi. Sao vậy? Nhớ năm đó, Sở Hoài Giải Đảng ở Tây Bắc là một cây độc lập ưu tú đó. Cúc ký mà Sở Trưởng Chủ điều tra bắt được là một chuyện rất hiếm có. Chỉ đáng tiếc cuộc đảo chính ngày 12 tháng 12 khiến khoảng thời gian tươi đẹp ấy không còn nữa. Chủ nhiệm Lưu, là tôi nói anh đừng giữ trong lòng. Sao có thể chứ? Cậu nói đều là sự thật. Tới rồi. Không cần trả lại. Hai năm nay cậu ở quân thống, chẳng phải vẫn rất tốt đẹp sao? Không giấu gì mọi người, tôi ở Sở Hoài Giải Đảng cũng chỉ là quân cờ bỏ đi. Vào bang 4 thì càng không được mọi người yêu thích. Bây giờ thì được ngày nào hay ngày ấy. Sống hôm nay chẳng biết tới ngày mai. Mấy người các anh sao đều muốn sống qua loa thế? Cô Tưởng, Tiểu Linh, Sở Trưởng, cô ấy là... tôi lấy ghế giúp cô. Sở Trưởng Dũng, anh không nói hôm nay có hai cô gái tới nhỉ? Bữa ăn này đáng giá đấy. Cô Tưởng, cô tới hỏi tội sao? Cô Tưởng, chuyện nổ súng không liên quan tới Sở Trưởng Vũ đâu, là tự ý của tôi. La Tử, ngồi đi. Vốn chỉ bữa ăn này không phù hợp để nói chuyện công, nhưng nếu cô Tưởng đã có hứng thú nhắc tới, chúng ta có thể thảo luận chút. Tôi nghĩ ranh giới cao nhất của thi hành nhiệm vụ là không màng gì hết để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ tiền đề đó, đương nhiên có thể không màng nguyên nhân, không tính hậu quả. Không màng nguyên nhân, không tính hậu quả. Chuyên viên Vũ nói hay lắm, tôi kính anh. Thật ra hôm nay tôi cũng có thỉnh cầu. Chuyên viên Vũ, nhận tôi làm đồ đệ đi. Cô Tưởng, cô có ý gì? Nói thẳng ra, tôi vẫn chưa học xong đại học thì đã về nước rồi. Bởi vì chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quốc quân Nhật Bản chống nhau, họ lại rút về phần lớn chuyên gia quân sự ở Trung Quốc, trở thành tình thế đối địch với nước ta. Vào thời các đất nước gặp nạn, nhân dân lầm than, tôi đương nhiên phải đứng về phía tổ quốc của mình. Nói hay lắm. Tôi kiến nghị chúng ta cạn ly vì tình yêu nước của cô Tưởng. Nào, nào. Cô Tưởng, từ khi về nước, tôi vẫn luôn tìm một con đường yêu nước đúng đắn. Tôi nghĩ bây giờ tôi đã tìm thấy rồi. Chuyên viên Vũ, tôi muốn được làm việc giống như mọi người. Cô Tưởng thật có chí hướng cao, đúng là hiếm thấy. Anh là... Tôi là Thạch Mạnh, làm việc ở bang 4 trong quân danh. Anh là người của Từ Diệt Giác. Nhưng hôm nay hình như là buổi tụ họp của Trung Thống mà. Cô Tưởng, sao cô lại tìm tới đây? Muốn nhận anh làm thầy. Đương nhiên tôi có hàng nghìn cách tiếp cận thầy giáo của tôi. Tôi thấy cô Tưởng thích hợp làm nghề này đấy. Ít nhất kỹ năng theo dõi đạt tiêu chuẩn rồi. Cảm ơn. Nào, cạn ly. Thiểm Chương thích hợp làm thầy hơn tôi đấy. Nếu như cô thật sự có lòng, có thể nhận anh ấy làm thầy. Bánh mì hầm tới rồi. Mọi người mau ăn bánh mì hầm thịt dê đi. La Tử, Tiểu Linh, Thạch Mạnh, nào. Nào uống.
Anh và Vũ Trọng Minh đều là học viên lớp huấn luyện đặc biệt. Thầy của các anh là Cát Thọ Chi, phụ tá trưởng của Trung Thống. Năm đó ông ấy dạy mọi người những gì, những thứ học được ở lớp huấn luyện đặc biệt. Phải nói là vô cùng đa dạng. Đánh đối kháng, phá bơm, theo dõi, vô tuyến điện, vân vân. Có học tâm lý học và phân tích tâm lý không? Phân tích tâm lý. Đúng. Tôi thấy đặc công nếu như nắm vững được hai môn học này thì sẽ rất có lợi, bởi vì nó có thể đoán được lòng người. Anh cười cái gì? Không có gì. Tôi chỉ là nghĩ. Cô tưởng cảm thấy tôi bây giờ đang nghĩ gì? Cô đoán đi. Vừa nãy khi ra khỏi quán cơm, anh cố tình đi cuối cùng. Anh đang nghĩ Vũ Trọng Minh muốn cô ấy nhận mình làm thầy, rốt cuộc chỉ là nói vậy thôi hay là còn có chuyện gì khác? Nếu như chủ động hỏi thì lại thành mình muốn làm thầy người ta. Vậy nên anh chọn đi cuối cùng, dễ dàng quan sát, kịp thời hành động. Phân tích của cô tưởng đúng là thú vị. Vũ Trọng Minh dặn anh đưa tôi về nhà. Anh vẫn do dự. Thiểm Chương, anh đưa cô Tưởng về nhé. Bởi vì trong lòng anh rất rõ, tôi và Vũ Trọng Minh vẫn chưa có được sự ăn ý. Nếu như khi đó anh đồng ý, còn tôi phản đối, thì anh sẽ ngại ngùng và bị động. Vì vậy anh lựa chọn tiếp tục quan sát. Chỉ có điều khi đó, điều anh đợi là đáp án của tôi. Từ đó có thể thấy chủ nhiệm Lưu, anh rất bị động trước mặt phụ nữ đó. Đó là nguyên nhân anh vẫn độc thân tới giờ sao? Thật ra kiểu phân tích tâm lý này anh cũng biết, chỉ là tôi lại nói trắng ra mà thôi. Sao tôi thấy tôi nên nhận cô làm cô giáo nhỉ? Anh sai rồi. Tôi ra dạy học vấn trước mặt anh chỉ là muốn trao đổi bình đẳng mà thôi. Chủ nhiệm Lưu, tôi không giống cô gái khác. Bông hoa có đẹp đến mấy cũng sẽ không khiến tôi cảm động. Chúng ta làm một vụ giao dịch đi, thế nào? Được. Một năm trước, trong hội nghị quyên góp kháng Nhật, khi đó cô ấy vẫn là học sinh của trường y tá. Đúng rồi. Thạch Mạnh tới Quân Thống. Cậu có biết tại sao không? Biết một chút. Anh ấy bị nghi ngờ là cộng sản đảng. Tôi nghe Lưu Thiểm Chương nói, anh ấy bảo Thạch Mạnh rất giả hoạt. Còn chưa đợi sở quay giải đảng điều tra anh ấy, anh ấy đã tự tìm đường lui rồi. Chạy nhanh lắm. Nói như vậy, anh ấy tới Quân Thống là tự mình tới. Chắc là vậy. Nếu không thì Quân Thống làm sao lại muốn anh ấy qua đó vào lúc đó chứ? Sở trưởng, tôi thấy chia bằng chúng ta cũng cách xa anh ấy chút. Lỡ như anh ấy là cộng sản đảng thì phải làm sao? Cộng sản đảng thì có gì đáng sợ chứ? Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng gặp họ sao? Đó là bề ngoài thôi, chúng ta đương nhiên không sợ. Nhưng bên trong thì chẳng phải vẫn là đối thủ của chúng ta sao? Cũng đúng. Xem ra mấy năm nay Thiểm Chương dạy cậu không ít. Cũng không hẳn. Được rồi, sở trưởng. Được cái gì chứ? Căn bản không nghe thấy gì. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Mấy nghe lén này anh cài vào sao? Đương nhiên không phải. Tôi biết mấy trò không giặt này căn bản không giấu được anh. Được. Thạch Mạnh, ngồi đi. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Anh là cộng sản đảng. Sở trưởng, sao anh lại có quan điểm giống Lưu Thiêm Chương vậy? Lưu Thiêm Chương ban đầu tại sao lại nghi ngờ anh? Tôi làm mất một linh kiện quan trọng trong mấy điện đài. Đúng lúc điện đài ngầm ở Tây Bắc của Cộng sản đảng cùng lúc được khởi động, anh ta nghi ngờ tôi tư thông với địch. Sau đó, sao anh lại điều tới Quân Thống? Từ Diệt Giác đích thân điều tôi qua đó. Bởi vì khi đó Lưu Thiêm Chương muốn cách ly điều tra tôi.
Nhà tôi vì muốn cứu tôi nên bán hết đất dưới quê, đưa rất nhiều tiền cho bên trên. Vậy sao? Hôm đó để anh ăn cơm cùng Lưu Thiêm Chương, làm khó anh rồi. Không có gì. Mọi người đều làm việc dưới một hệ thống, sớm muộn cũng phải gặp. Thế giới nhỏ bé rồi cũng phải gặp nhau. Hơn nữa, tôi cũng không hận anh ta nữa. Thật sao? Đúng. Lưu Thiêm Chương là tên hai mặt. Anh ta ngoài miệng thì nói làm gì không nhắm vào ai, nhưng thật ra đối với ai cũng vậy. Anh ta rất đa nghi, lại vô cùng hận Cộng sản đảng. Anh ta làm vậy cũng không lạ. Vậy Từ Diệt Giác thì sao? Người đó anh thấy thế nào? Ngoài mặt thì bá đạo ngang ngược, nhưng thực tế rất biết trọng người tài. Hơn nữa anh ấy cũng có tình người hơn Lưu Thiêm Chương. Cậu cũng chịu nói lời thật lòng nhỉ? Không giấu gì anh, chuyện này để lại bóng ma tâm lý rất lớn cho tôi. Bây giờ tôi ở bang 4 không thể ngẩng đầu làm người. Từ Diệt Giác mặc dù chấp nhận tôi, nhưng anh ta cũng không trọng dụng tôi. Thân phận của tôi từ đầu tới cuối đều không rõ ràng. Vậy nên anh không chịu giúp tôi. Sở trưởng, chúng chỉ tôi là người có tội, tôi không dám gây phiền phức cho anh. Sở trưởng, hôm nay nếu như chúng ta đã nói rõ ràng rồi, tôi xin anh một chuyện. Việc riêng, nói đi. Thật ra tôi không phải họ Thạch, tôi họ Sư. Sư Ứng Sơn là anh họ tôi. Thật ra tôi muốn nói, nếu như đổi là người khác bị anh nhìn trúng thì là do số của anh ấy. Nhưng nhà tôi gặp phải chuyện của tôi, đã coi như khuynh gia bại sản rồi. Không dám có suy nghĩ khác nữa. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Nếu như có thể, anh cho anh ấy về đội truy bắt đi. Tôi không muốn anh ấy giống tôi, rơi vào dũng bùn, cả đời không chuyển mình được. Tôi làm đó, tặng anh. Nếu như muốn dứt thì đợi mấy ngày nữa hẳn dứt. Nếu không tới khi đó, tôi có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Cô ấy tức giận đi luôn rồi. Thiếm đi rồi, sao không ai nói với tôi? Thiếm đâu rồi? Tới Hồ Hoa Thanh rồi, con cũng có thể đi chơi cùng. Lúc này rồi chú lại bảo con tới nghe thiếm kể khổ. Chú không thấy đang dùng dao trâu mổ gà sao? Hôm nay gặp Vũ Trọng Minh rồi. Nói đi. Trong đó đều là người của Sở Hòa Giải Đảng Tây An. Có thể thấy Vũ Trọng Minh có uy danh rất cao trong số họ. Theo con quan sát, anh ta là kiểu quân nhân không thức thời, mục tiêu rõ ràng, thẳng thắn. Chú thấy là hòn đá trong hố ga, vừa thổi vừa cứng. Vậy mà dám giở trò trước cửa nhà ta, đúng là khốn kiếp. Chuyện này chắc là hành vi đột phát của lái xe đó. Anh ta mới được điều tới Tây An, không biết nơi này là dinh thự trọng địa, phòng hành chính của chủ nhiệm. Xảy ra chuyện này không đích thân giải thích, chỉ gửi một bức thư giải trình. Ngược lại lại mở tiệc an ủi thuộc hạ. Rõ ràng là không coi chú ra gì. Theo con thấy, Vũ Trọng Minh muốn có hiệu quả như vậy. Con nói cậu ta cố ý, anh ta khoan dung thuộc hạ, chính là vì sau khi thăng chức, chú lạnh nhạt không hài lòng với anh ta, muốn thách thức quyền uy của chú chút thôi mà. Nói trắng ra là trẻ con cố tình khóc nhiễu sự, muốn thu hút sự chú ý của người lớn. Cậu ta cho rằng cậu ta là con nhà ai chứ? Chỉ cần đối xử dịu dàng thì chính là con nhà mình.
Chú, con quả thật rất hứng thú với người này. Chú cho con gia nhập cơ quan điều tra tội phạm đi. Con vẫn nên làm bác sĩ thôi. Làm đặc công đối với cô gái như con mà nói thì chặng đường phía trước quá nguy hiểm. Nhưng con thích sự kích thích mới mẻ mà. Từ nhỏ chú đã dạy con lái xe cưỡi ngựa. Bây giờ con lại tìm được cảm giác đó trên người Vũ Trọng Minh. Con quyết định tòng quân. Chú thành toàn cho con đi. Sư Ứng Sơn là anh họ tôi. Tôi không muốn anh ấy giống tôi, rơi vào vũng bùn, cả đời không chuyển mình được. Chuyên viên Vũ, chỗ cậu có trà mới không? Tôi pha ấm trà Bích La Xuân Thượng Hạng rồi. Tôi biết rồi. Mất điện rồi, tôi đi gọi Thạch Mạnh bật máy phát điện. Đợi chút. Vũ ba anh, anh ấy ở đâu? Anh ấy chết rồi. Anh ấy chết rồi. Chết thế nào? Chết ở đâu? Chết khi nào? Cậu nói cho tôi biết đi. Cậu nói đi. Cậu nói tôi biết đi. Ông ấy chết khi nào? Sở trưởng, có điện rồi. Thạch Mạnh, được. Mấy cây hoa góc tường nở qua trong gió rét, nhìn xa không phải tuyết, vì có hương hoa tới. Đi theo tôi. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Từ lần đầu tiên cô gặp Vũ Trọng Minh, tôi đã biết có vấn đề rồi. Cô quen anh ấy? Không, không quen. Cô đang nói dối. Tôi không nói dối. Tôi quen anh của cậu ấy, Vũ Ba Anh. Vũ Ba Anh là chồng tôi. 2 năm trước bị bắt, Quốc dân đảng viết báo nói anh ấy phản quốc theo địch. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tôi còn tưởng là Ba Anh.
Quan hệ của hai người cấp trên có biết không? Bây giờ cô không thích hợp ở trong quân doanh. Tôi sẽ báo cáo sự thật, đồng thời kiến nghị lập tức dừng công tác của cô. Bây giờ cô lập tức về bàn 8 đi. Không, anh đợi chút. Tôi quay lại quân doanh là tổ chức sau khi suy xét nhiều lần mới quyết định. Bởi vì từ Triệt Giác nhận định tôi có thể giúp anh ta tìm được cúc kiếm. Hơn nữa, chúng tôi cũng cần chứng minh với cơ quan điều tra tội phạm Tuyên Hiệp Phụ không nằm trong tay bọn Nhật. Tôi đảm bảo sau này tôi sẽ không bị chuyện này quấn lấy nữa. Cầu xin anh, anh cho tôi thêm một cơ hội đi. Mời dùng trà. Tôi biết. Tôi giúp anh chính là giúp bản thân tôi. Có phát hiện gì mới? Có một tình huống khá đặc biệt. Không biết chủ nhiệm Lưu có nhắc tới với cậu không? Không. Lưu Thiên Chương chưa từng nói gì với tôi. Chuyện liên quan tới vụ án này, thuộc hạ của anh ta có một tổ trưởng tổ theo dõi đột nhiên biến mất. Người nhà thì vẫn luôn đòi lời giải thích. Thời gian mất tích trùng hợp với thời gian Tuyên Hiệp Phụ biến mất, cũng tầm đó. Nguồn tin từ đâu? Một thuộc hạ của tôi chơi bài cũ với Hầu Văn Tuyển, nghe anh ta nói vậy. Hầu Văn Tuyển là ai? Phó đội trưởng của tôi. Người này nghiệp vụ chẳng ra làm sao, nhân viên cũng tạm, thích cá cược. Ở Trung Thống có mấy người bạn chơi bài không tệ. Được, trước tiên đừng làm lớn chuyện, tôi tự có cách. Dân Quốc năm thứ 17, Tuyên Hiệp Phụ xuất bản hai quyển tiểu thuyết ở Thượng Hải, Tây Bắc Diễn Chinh Ký, trước và sau khi nhập ngũ. Lấy bút danh là Kim Thu, Thạch Nhạn. Từ đó anh ta trở thành một thành viên của Liên minh tác giả Tả Dực. Theo như miêu tả, thân phận của người này thay đổi khó lường. Chắc hẳn là thành viên tình báo cao cấp của ban đặc vụ Cộng sản đảng. Bao nhiêu ngày qua rồi, mọi người chỉ điều tra được chạy thôi sao? Đúng như dự đoán, Lưu Thiên Chương sao có thể tự điều tra chứ? Huống hồ, hứng thú của anh ta căn bản không ở vụ án. Anh ta có phần tử phản cộng sản chân chính. Bối cảnh điều tra người mất tích vô cùng cần thiết. Cô Thẩm, lần này mời cô tới là vì vụ án này có đột phá mới. Mời cô tiếp tục nghe. Tôi có một phần khẩu cung, mọi người xem đi. Ban Tám nói rằng Tuyên Hiệp Phụ mất tích vào tối ngày 31, tới dinh thự tưởng tham gia hội đồng hương chư ký. Chuyện này anh đã đối chiếu thật giả với chủ nhiệm Tưởng chưa? Hai lần tôi gặp chủ nhiệm Tưởng, anh ta đều không nhắc tới chuyện này. Theo tôi suy đoán, chủ nhiệm Tưởng tối hôm đó không hề gặp Tuyên Hiệp Phụ. Đương nhiên không gặp rồi, chủ nhiệm Tưởng sao lại gặp cậu ta chứ? Nếu như Tuyên Hiệp Phụ không tới buổi tiệc đó, vậy thì tôi có một suy đoán khác. Chính là Tuyên Hiệp Phụ trên đường tới dinh thự tưởng thì mất tích. Vậy càng không thể nào. Nghe tôi nói hết đã. Chúng ta giả sử Tuyên Hiệp Phụ xuất phát từ nơi ở, hoặc là xuất phát từ công viên cách mạng tới dinh thự tưởng. Phương tiện đi lại hàng ngày của anh ấy là xe đạp, chắc sẽ chọn con đường ngắn nhất. Vậy nên đường từ cảng Bình Dân tới Sùng Lễ rất có khả năng đã xảy ra bắt cóc, ám sát. Nói như vậy, hôm đó anh phái người tới cửa dinh thự tưởng là chỉ mô phỏng hiện trường bắt cóc sao? Không sai. Vì chứng cứ này mà cậu điều binh của Hồ Mộ Hùng tới dinh thự tưởng sao? Bây giờ bọn họ là binh lính của tôi. Tôi không nghe tiếp được nữa. Mấy người không thấy rất quan đường sao? Cổng dinh thự tưởng và xung quanh đèn đốm sáng trực, cảnh vệ nghiêm ngặt. Kẻ ngốc mới dám giở trò bắt cóc ám sát ở đó. Hơn nữa Ban Tám nói cậu ta đi tham gia hội đồng hương, cậu ta thực sự đi sao? Chủ nhiệm Tưởng ghét nhất là âm thầm cách đảng trong doanh, càng không nói tới Tuyên Hiệp Phụ là tham mưu cấp cao của quân đoàn 18. Nhưng tôi thấy chứng cứ này chỉ là thứ vô ích không có căn cứ. Cái gì có ích, cái gì vô ích? Giám sát ở Thất Hiền Trang, theo dõi Tuyên Hiệp Phụ chính là có ích sao? Xem ra hôm nay cậu nhầm vào tôi rồi.
Vậy nói thật luôn, tôi sai người theo dõi Tuy Hiệp Phụ. Đó là chuyện của hai tháng trước rồi. Người ta có bản lĩnh lên trời, báo cáo tới tận chỗ trung đoàn trưởng Hồ, khiến cho ông chủ đới của tôi cũng biết chuyện. Tôi không dây vào được cũng không được trốn sao? Hai tháng trước tôi đã bảo người của mình toàn bộ rút lui rồi. Theo dõi Tuy Hiệp Phụ tuyệt đối không phải người của bang bốn tôi. Tôi cũng có thể thề với trời, trung thống chúng tôi tuyệt đối không động vào một sợi lông của Tuy Hiệp Phụ. Vậy tôi hỏi thêm một người, Lý Sơ Lê, thư ký của Lâm Bá Cừ, chủ biên tòa soạn. Ban Tám nói rằng Tuy Hiệp Phụ vốn chỉ định rời khỏi Tây An, bởi vì người này bị tạm giam nên mới giữ lại quà giải. Xin hỏi người này là bị ai giam giữ vậy? Là tôi. Nhưng chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi đã thả người rồi. Chẳng lẽ Tuy Hiệp Phụ tìm cậu quà giải sao? Trưởng ban Từ, vừa nãy anh có nói không được nói linh tinh. Mọi người đều biết người mà Tuy Hiệp Phụ tiếp xúc hoặc là quan cao của quân ta đảng ta, hoặc là người nổi tiếng trong xã hội. Một nhân vật nhỏ nho như tôi không lọt vào mắt xanh của anh ta đâu. Tôi nói đùa thôi, cậu kích động gì thế? Chẳng phải là vụ án bắt cóc bình thường thôi sao? Làm rối lên thế làm gì? Chẳng phải vì thân phận của Tuyên Hiệp Phụ sao? Người này tới Tây An chưa tới 2 năm, ngày nào cũng định nọc cộng sản đảng, dễ cờ hô hào. Đội trưởng Sư phát hiện cậu ta có liên quan tới người Nhật, lập tức ban tám không ngồi yên được nữa, bùng nổ luôn. Điều đó chứng tỏ cái gì? Trưởng ban Từ, anh nói xem chứng tỏ điều gì? Xin lỗi, tôi quên mất cô Thẩm vẫn ở đây. Chúng ta phải điều tra được tung tích của Tuyên Hiệp Phụ. Xin đừng điều hướng sai lệch. Nói tới tung tích, với kinh nghiệm của tôi, hơn nửa tháng sống không thấy người, chết không thấy xác, tung tích thuộc 3 loại sao? Một là người không còn nữa, hai là bị kẻ địch giấu đi, ba là tự trốn đi, không muốn để chúng ta tìm được. Đủ rồi. Lời của mấy anh thật khiến người ta chạnh lòng. Không nói tới tướng quân Tuyên là bao nhiêu công lao kháng chiến Bắc Phạt và tỉnh Cha Ha, chỉ nói tới anh ấy bây giờ cũng là tham mưu cấp cao của quân đoàn 18 Quốc dân cách mệnh quân, tuyến đầu thống nhất nhân dân kháng Nhật, thành lập được 1 năm rồi. Trong lòng mọi người vẫn coi đảng chúng tôi là đảng đối địch, coi quân tôi là quân địch, căn bản không quan tâm sự thật là chúng tôi kề vai kháng chiến cùng mọi người nơi tiền tuyến. Với suy nghĩ như vậy của mọi người là du oan giá quạ, nhưng lại chẳng có chứng cứ. Càng không cần nói tướng Quang Tuyên vì cống hiến cho tập đoàn quân bôn ba lao lực, cũng không nói tới anh ấy vì kháng chiến chân thành kết giao với quan viên của các anh. Tất cả mọi chuyện vậy mà lại bị mấy người xuyên tạc ác ý, vậy mà lại nghi ngờ anh ấy tự ý trốn đi. Nếu như mấy người thật sự coi chúng tôi là chiến hữu kề vai kháng Nhật, mấy người sẽ phán đoán sự sống chết của một tướng quân một cách vô trách nhiệm như vậy sao? Được rồi, xin lỗi. Tôi xin lỗi chứ cô, vừa nãy là tôi lỡ lời, là lỗi của tôi, được không? Cô Thẩm, đừng đi. Tôi nhắc nhở mọi người lần nữa, hãy cẩn thận lời nói. Vụ án này bây giờ cả nước đang nhìn vào, bất kỳ phán đoán vô trách nhiệm nào cũng rất có thể ấp ủ thành một sự kiện chính trị nghiêm trọng. Xin lỗi, là tôi lỡ lời. Tạm thời tan họp. Đội trưởng Sư, mời anh gọi cô Thẩm quay lại. Không khí không đúng lắm, xem ra mình phải ra trận rồi. Đừng tan họp. Sao tôi cảm thấy cuộc họp mới bắt đầu vậy? La Tử Xuân, anh hung dữ cái gì? Cho tôi 10 giây, nói xong đi luôn. Tôi tới làm chứng. Tối ngày Tuy Hiệp Phụ mất tích, anh ta ở dinh thự của chú tôi tham gia hội đồng hương chư ký. Vừa đủ 10 giây, nói xong rồi đi đây. Đợi chút, ai đang gọi tôi vậy? Anh sao? Hay là anh? Là tôi. Cô Tưởng, mời cô nói cụ thể một chút. Đội trưởng Sư, phiền anh ghi chép lại. Hôm đó vụ nổ vừa kết thúc, bệnh viện tiếp nhận rất nhiều người bị thương. Khi về nhà, mọi người nên hiểu rõ sự biến Tây An thúc đẩy hai đảng Cộng sản đảng và Quốc dân đảng hợp tác đã gần 2 năm. Hết cách, Tân Bình thất thủ, quân xâm lược Cha Ha tháo chạy, Ký Tấn thua liên tiếp. Tôi nhớ anh ta mặc bộ cơm lê màu trắng, nói chuyện rất Tây,
căn bản không giống những quân bác lộ Diên An kia. Tôi ngắt lời chút, cô tới phòng hành chính, chủ nhiệm có biết không? Không biết. Tôi biết mọi người đang nghĩ gì. Trước đây chú tôi không nói là gì không đáng. Chú ấy là trưởng quan hành chính cao nhất Tây An, hội đồng hương lại nhiều người, vì vậy không nhất thiết phải đặc biệt đính chính. Sau đó không nói là vì tránh hiềm nghi, bởi vì chuyện này càng ngày càng lớn chuyện, liên quan tới quan hệ hai đảng, nâng cấp lên tới phương diện chính trị. Vậy cô tưởng hôm nay vì sao lại muốn nói chuyện này ra? Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy một đám người thông minh chơi trò chơi bịt mắt bắt dê, càng không muốn chuyên viên Dũng và trưởng quan hành chính cao nhất Tây An xảy ra xung đột. Hơn nữa nguồn gốc xung đột chỉ là một buổi hội đồng hương mà rất nhiều người đều hiểu rõ. Rất nhiều người. Còn có ai? Tôi không nhận ra được hết. Dù sao đều là đồng hương, tự anh điều tra đi. Trước đây họ không nói, chắc là vì không muốn chuyện phức tạp hơn. Nhưng họ lại quên mất một nguyên lý đơn giản nhất. Nếu như chú tôi muốn bắt cóc và ám sát một tham mưu cấp cao của tập đoàn Quân 18, thì sao chú ấy có thể mời người đó tới nhà dự tiệc trước mặt bao nhiêu người như vậy chứ? Trưởng ban Từ, anh sẽ làm vậy sao? Đương nhiên là không rồi. Vậy mới nói đối tượng đầu tiên loại khỏi hiềm nghi chính là chú tôi. Chủ nhiệm Lưu, tôi nói có lý không? Tôi thấy cô nói vô cùng có lý. Câu này rất quan trọng, đội trưởng sư phải ghi lại đó. Anh nhìn xem, họ đều đồng ý với tôi, chỉ có anh xị mặt thôi. Có gì hay sao? Cười một cái đi. Đội trưởng sư, để cô Tưởng ký tên lên đi. Thiêm Chương, đưa cô Tưởng về đi. Rõ. Tan hợp. Tôi vẫn chưa nói xong. Tôi dùng thân phận nhà báo đặc biệt của Nhật báo Tây An, xin được gia nhập phỏng vấn cơ quan theo dõi, mời chuyên viên Vũ phê chuẩn. Không được. Thời gian điều tra từ chối phỏng vấn. Vũ Trọng Minh, Vũ Trọng Minh, anh khốn kiếp. Cô Tưởng vẫn chưa ký tên mà. Tôi thấy chuyên viên Vũ lần này phiền phức rồi, giận rồi. Không nhỏ nhen thế chứ? Không, tôi chỉ thấy cô Tưởng lần nào làm việc cũng khiến người ta bất ngờ. Có phải con gái Trung Quốc trong mắt anh đều là kiểu dịu dàng hiền thục, sẽ không giống như tôi mạnh dạn thể hiện bản thân? Đúng. Bữa tiệc hôm đó, tôi cho rằng anh đã chấp nhận phong cách của tôi rồi. Lẽ nào chỉ là diễn kịch thôi sao? Nếu như là vậy thì tôi đúng là nhìn nhầm anh rồi. Cô nói rất đúng, nơi đó không hợp với tôi. Giống như cơ quan điều tra tội phạm cũng không phù hợp với cô gái có thân phận như cô. Nhưng nếu tôi thích một người, tôi sẽ không quan tâm thời gian, địa điểm, càng không màng tới thân phận. Vậy tôi có thể nói rõ với cô, tôi không thích cô, nhưng anh quan tâm sự sống chết của tôi, tôi không quên được. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi bị súng chí vào đầu để uy hiếp anh. Anh vì cứu tôi, từ bỏ việc tự cứu mình, đừng cử động nếu không bắn dở đầu cô ta. Đó chỉ là một vở kịch được sắp xếp sẵn thôi. Nhưng khi đó anh không biết đó là vở kịch mà. Sao cô biết là tôi không biết? Cô Tưởng, thứ cô nhìn thấy không hẳn là sự thật. Vậy nên cô đừng thử gia nhập thế giới của tôi. Đây là cảnh cáo của tôi với cô. Vậy nên anh sắp xếp thuộc hạ tới đây cũng là một vở kịch đã sắp xếp sẵn, diễn cho chúng tôi xem sao? Tôi nói cho anh biết một bí mật. Con người khi căng thẳng, adrenaline sẽ tăng cao, đồng tử sẽ giãn nở to. Khi anh nói buông cô ấy ra, tôi gần anh như vậy, tôi có thể nhìn ra ánh mắt anh có tức giận, cũng có cảm thông. Đó là tình cảm thật lòng, anh không phủ nhận được đâu. Mà ở hành lang bệnh viện, khi anh bắn súng vào kẻ ám sát giả kia, sự dũng cảm và xúc động của anh mới là giả dờ. Anh không thể nào không biết đó là súng không đạn,
Tay súng thần như anh sẽ không thể không nhìn ra sự khác biệt giữa nòng súng đầy đạn và nòng súng rỗng sao? Có lẽ con người tôi khá tiếc mạng, hoặc là khá ích kỷ. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một người lạ sẽ vì tôi mà từ bỏ sinh mạng quý giá của mình. Nếu như đã gặp được rồi, vậy tôi không có lý nào không báo đáp. Tôi biết mấy năm nay bên cạnh anh không có người phụ nữ nào, chứng tỏ anh lạnh lùng, cũng chứng tỏ anh thâm tình. Tôi muốn lấp đầy mảnh thiếu sót trong tình cảm của anh. Cho tôi một cơ hội được không? Cô Tưởng, cảm ơn cô xem trọng tôi. Thế giới của tôi không thể có tình yêu nam nữ. Cuộc đời này của tôi cũng sẽ không kết hôn. Ai nói tôi muốn kết hôn với anh? Tôi chỉ muốn ở đây vào lúc này, tình cảm này, hoàn cảnh này, được một lần yêu hết mình. Không đạt được mục đích, quyết không từ bỏ. Từ bệnh viện mạo hiểm tới hôm nay, tôi chỉ làm một chuyện, đó chính là hiểu được quá khứ của anh. Tôi không muốn sự vui vẻ tầm thường. Tôi muốn lấp đầy góc khiếm khuyết trong tình cảm của anh. Cho tôi một cơ hội được không? Là tôi nói với cô ấy, cô ấy cứ quấn lấy tôi đòi biết được quá khứ của anh. Tôi nói cho cô ấy cũng hy vọng cô ấy từ bỏ. Cậu làm đúng lắm. Chỉ đáng tiếc cô gái này căn bản không làm việc theo lẽ thường. Hôm nay được lĩnh giáo rồi. Anh nói xem, mọi hành vi của cô ấy liệu có phải là ý đồ của chủ nhiệm Tưởng không? Khó nói lắm. Cho dù nói thế nào, chuyện điều tra của chúng ta cũng có đột phá rồi. Hôm nay còn tiếp tục không? Tiếp tục. Nói. Cứng miệng này. Trưởng ban, hắn sống chết không nói. Tôi là Hán Giang, không liên quan gì tới người nhà. Họ đều không biết gì hết. Anh cho tôi chết dứt khoát đi. Tôi bây giờ chỉ mong được chết. Cho chết này. Rốt cuộc là ai đồng lõa với cậu? Nói đi, không có đồng lõa. Chỉ có một mình tôi. Cho tôi chết nhanh đi. Để tôi chết đi. Chết này. Khai rồi. Khai hết rồi. Đã đặt bom hẹn giờ. Khai rất rõ ràng. Giám đốc rạp hát này chắc chắn là Hán Giang rồi. Đáng tiếc là cậu ta không biết cúc kiếm là gì. Có hơi đáng tiếc. Tên cầm đó thì sao? Đã sắp bị lột da rồi, còn không khai sao được? Tôi thấy cậu ta chính là tên cầm. Trưởng ban Từ, tôi có kiến nghị. Có thể để Thiêm Chương vào thẩm vấn không? Thiêm Chương có cách thẩm vấn riêng. Tôi tin anh ấy nhất định có thể giúp anh. Chủ nhiệm Lưu lợi hại vậy sao? Nhất định có lòng tin sẽ lấy được tin của tuyên hiệp phụ từ miệng cậu ta chứ. Trưởng ban Từ, anh đang làm khó người khác đấy. Cậu nghe đi, chủ nhiệm Lưu không bằng lòng kìa. Tôi thấy mọi người vẫn nên tìm tuyên hiệp phụ tiếp đi. Tôi chỉ tới thông báo một tiếng thôi. Hai hôm trước còn nói cùng nhau hợp tác, giờ lại lật mặt nhanh hơn lật sách. Không thành vấn đề, vậy chúng ta đổi cách làm khác, được không? Mấy người đi tìm cúc kiếm, tuyên hiệp phụ để tôi tìm. Như vậy được rồi chứ? Trưởng ban Từ, quân tử phải giữ lời đấy, đương nhiên rồi. Xin lỗi, vừa ra ngoài ăn bánh mì hầm thịt dê. Thế nào, thức ăn ở nhà ăn phòng hành chính không hợp khẩu vị với đội trưởng sở sao? Không phải, tôi chỉ thích món đó thôi. Một ngày không ăn là nhớ. Được rồi, chúng ta tiếp tục. Mọi người có cái nhìn thế nào về lời khai của Tưởng Bảo Trân? Cô gái từ nước ngoài về, không hiểu tình hình lắm. Cô ấy cũng nói rồi, tới làm chứng là vì yêu thích chuyên viên vụ anh tuấn tiêu sái của chúng ta mà. Tôi thì lại thấy cô Tưởng tuyệt đối không phải cô gái đơn giản. Ở khía cạnh nào đó, cô ấy còn mạnh hơn những người ngồi đây như chúng ta đó. Chủ nhiệm Lưu, hôm nay cậu muốn chống đối tôi đúng không? Tôi chỉ cảm thấy về tài năng của cô Tưởng, tôi có quyền phát ngôn hơn anh thôi. Đội trưởng Sư, anh nghĩ thế nào? Tình hình tôi nắm được là ngày tuyên hiệp phụ mất tích, lần cuối cùng xuất hiện là trước khi quay về nơi ở phường Thông Tề. Hôm nay cô Tưởng đích thân làm chứng. Ngày mất tích quả thật đã tới dinh thự Tưởng.
Vậy tiếp theo chúng ta nên điều tra, một là buổi tiệc rốt cuộc kết thúc khi nào, hai là Tuyên hiệp phụ rời khỏi đó khi nào, ba, khi anh ta quay về có người đi cùng hay không. Chuyện này đơn giản, chúng ta có thể điều tra quan quân Gia Cát tới buổi tiệc tối hôm đó. Tôi không đồng ý. Điều tra như vậy sẽ khiến lòng người hoang mang, dao động lòng quân. Vậy chẳng phải đúng ý của bọn giặc sao? Trưởng ban Từ nói có lý. Liên quan tới quân đội không được điều tra quá rộng rãi, chỉ cần lời khai của chủ nhiệm Tưởng là được rồi. Ý gì? Lẽ nào cậu muốn thẩm vấn chủ nhiệm Tưởng? Mục đích ủy ban quân đội thành lập cơ quan điều tra tội phạm là để điều tra sự thật Tuyên hiệp phụ mất tích. Bây giờ tôi sẽ đi tìm chủ nhiệm Tưởng hỏi rõ chuyện này. Cô Thẩm có thể đi cùng không? Được, tôi còn có chuyện cần làm. Đi trước đây. Cô Thẩm, cô tới phòng làm việc của tôi đợi tôi chút. Thiêm Chương, bây giờ người có thể giúp tôi chỉ có anh và đội trưởng Sư thôi. Sở trưởng, có gì có thể giúp anh thì anh cứ nói. Anh giúp tôi điều tra lý lịch của Tưởng Bảo Trân. Bây giờ tôi nghi ngờ cô ấy. Được. Đội trưởng Sư, anh giúp tôi điều tra giám đốc Dương nhà hát lớn Trường An. Được.